lâu dài mà năm nay nó mới đỉnh. Toàn đúng không? Đây giá bao tiền cân anh? 120 nghìn cân anh. Trăm hai là thịt hết tất cả rồi đúng không? Thui lên thế này. Thui lên thế này thôi gì? Nứt từ đầu ơi. Dạ. Trông ngon nhỉ. Ngon thế này thôi tuyệt vời luôn. Còn chuối. Thì tiệm này nó gió nó quẩn, nó quẩn. Không có lất nát đâu. Không có lất, mất một hai con lất. Ít lất cái kia này. Này quá ngon này. Mày bôi kẹo đắng à? Đó bản này nó dấu nó không quấn gió thì còn vàng nữa. Này chưa vàng đâu, chưa chắc dấu. Bôi kẹo đắng nó mới được thế này. Em nghỉ mấy bữa để cày bữa sửa máy. Ý là không bỏ nhưng mà nó bận. Không làm. Đến giờ sáng này nó tứ từ đây nó đậu không chịu. Buồn. Đầu lúc đậu. Dạ sờ ngoài ra ấn nó giúp được. Đi chụp chúng ta làm gì? Đâu có đi hết. Thế là mình lại cứ chăm cứu ở đây thôi. Anh cứ chủ quan đấy. Thế là có bảo hiểm thì đáng anh đâu. Buồn nữa, quần chưa đây này. Quần nốt là phát lại nữa. Nhiều. Sạch trắng tinh luôn. Ai đúng rồi, cô thằng cả chiều sang nó bắt hết cá mà. Thằng kéo là chiều. Đọc cái đó thằng nọ thằng kia. Mình một địa bàn. Lâu đổi giá cái gì? Hai lúc phi xương đánh ở trên tọa đâu về được đau khô còn tay chồng làm gì trong mấy chiếc giết cái giết chiếc thôi chục to tọa này đinh nhỉ. Kỹ thuật thu chuột đỉnh cao. Cái này mà thui xong rồi nó tròn vo ra nhỉ. Đấy, hai dây của bơm nông nghiệp à? Ở xóm 9 ở cái chỗ nào chỗ rồi. Nhưng mà cái dây ở trên nó lên xuống từng dây thì chỗ lục quẩn này có thù lắm.
tối ba này đi đi rồi. Không cắt được ra. Là nó gió nó quẩn nó quất nó quẩn. Gió này nó rất thui kiểu. Gió nó xuôi chiều mà dễ mẩn. Gió phải nó vẫn đưa gió này, lúc thì nó đổi gió này, lúc nó đổi gió kia. Nay tối hôm nay nó bắt đầu ấy mà, giờ rét mà. Nên giờ gió nó gió lặng nó luẩn quẩn đi tí. Bán ơi, ngày bán tối đi nó quán rồi hai đứa. Vâng. Cái này châm từ giữa nó cháy sang xung quanh. Hôm nay là gió quẩn rồi. Con tống rồi. Rốt rồi là quạt thì đi. Này. Đến trả đi quay. Úi giời. Quạt tí phát vàng quá. Nó xuôi trừ rốt là cho nó bay hết rồi. Chút bùi vào thế thôi. Cái đó nó phải vàng tí nữa. Vàng tí nữa thì đẹp hơn. Nhưng mà chút bùi. Hơi nhiều thì thế thôi. Này mỗi ngày anh bán ra được nhiều. Cái ngày đó thì theo nó đông như. Cái ngày 2-3 chục cân, ngày thì chục cân. Ngày thấp nhất là chục cân. Thế mà có đội đi bắt riêng ngoài chứ? Không, sáng thì bắt trưa về bán được bao nhiêu thì là. Sáng đi bắt chưa về bạn này. Đấy, có đội chuyên đi bắt, đội nhà chuyên bán thôi. Trông như bọn lợn quằn. Con nước trả thôi.
phả đoán chứ, ra phả đoán cho bác hai biết ra đây đấy. Cả một hiệp hội. Mấy ông này cùng một hiệp hội sao? Riêng đặn 3 cân. Hãy